your microphone. Mến chào các cục nợ. Các cục nợ khỏe không? And today, nghe nhỏ hả? Okay, đợi tụi mình tí xíu nha. Okay, let me check in my Pal Talk. And the Saudi. Recording. Playback. The speaker. Ok, I know what. Ok, bây giờ nghe lớn rồi phải không? Hả? Bây giờ nghe lớn rồi phải không? Right? Is it loudly enough? Ok, lớn rồi, bự rồi phải không? Bự rồi phải không? Ok, let's start. Louder. Yeah, that's loud enough, right? Okay, rồi, let's start. Hôm nay mình học gì nào? Nghe nhỏ hả? Lớn dữ rồi. Tuần vừa rồi hả? Oh, I was out of town. Nghe nhỏ hả? Cứ nói nghe nhỏ hoài à. Let me check one more place. Okay, let me check in part talk then. Audio setup. Okay, everything good. And one more place. Events custom. Okay, các anh chị nào mà nghe nhỏ đó, okay. Các anh chị mà nghe nhỏ đó, các anh chị mở cái open your volume, okay? Turn it up, all the way up, up, up to the way. Okay, các anh chị nào mà nghe nhỏ đó, check lại cái microphone của mình. I mean, check lại cái speaker, okay? Turn the volume up. Mở maximum rồi hả? Có muốn tụi mình ngậm cái microphone vô miệng luôn không? Hả? Muốn ngậm vô miệng luôn không? Ngậm vô miệng rồi. Ngậm vô miệng rồi nè. Ngậm vô rồi đó. Thế ngậm, ngậm cái điệu này hết giờ là cái miệng nó móm á. Cái miệng nó móm đó. That's what you want. It's so rude. Yeah, điếc tai hả? Quá rõ luôn hả? Nghe giật mình luôn hả?
Ngẫm thiệt má. Serious. Rồi bây giờ bắt đầu học nha. Okay. What we going to study today, to learn today? Let me open my text. First, okay. Where is it? English. Okay, we continue with the verb, right? Mình tiếp tục cái bài động từ nha các anh chị. What have we learned so far? Let me see. Where is it? Okay, we finished the last of the verb, right? The first one. Then we move to the next one will be definition first. Then the last of the verb. Then your verbal, right? So today we study the tenses of the verb. Các thì phải không các anh chị? Hôm nay mình học các thì phải không? Phải không nào? Yes, that's right. Các thì. Thì của động từ. Tiffany. Okay, let me pause this bigger and colorful. Okay, is that big enough? Lớn chưa, đủ chưa, bự chưa? Okay, right. That's good enough, right? Okay, tenses, the tense. Tense là thì á, các anh chị mình dịch là thì á. Tense is the form of the verb, a verb that indicates when and for how long an action or state occurs. Khi mình nói về thì đó. Okay, let me pause this one too. Tense nghĩa là gì? Okay, what's wrong right here? Look in the banner, you will see a PM grammar with me, right? Okay, let me cut this one. Chán quá. Cái con chuột này. It's bothering me a lot. Every day. Okay, that's good now. Verb tenses allow us to talk about the time, to place an action or state of being in the present, past, or future. Thì của động từ á, nói cho chúng ta biết về cái thời điểm, cái nơi chốn hoặc là cái state of being là cái state of being dịch là gì ta? Là cái tính chất á, phải không? Ở thì hiện tại, ở hiện tại quá khứ thì là tương lai, right? Con chuột này hả? Yeah, con chuột này nó không có ghét lắm, nó bị bệnh, nó bị bệnh. And there are three basic tenses present.
Present, past, future, and three verbal aspects, progressive, perfect, and perfect progressive. Có nghĩa là mình có tất cả là ba thì, hiện tại, quá khứ và tương lai, phải không? Và ba cái aspect nó đi với cái tense là progressive, perfect and perfect progressive. Là nói diễn tiến thì diễn tiến hay là thì hoàn thành, phải không? Hay là diễn tiến hoàn thành. Amid, amid, amid gì đó. Where are you from? We are from Vietnam. And we speak in Vietnamese and English. Okay, no wonder I can tell you from Iraq by your nickname, right? Ahmed. Okay, so you different tenses change the meaning of the sentence. Phải không các anh chị? Khi mà mình dùng cái thì khác nhau thì cái nghĩa nó cũng khác nhau luôn. So mình có tất cả là 12 thì, right? So we have totally 12 tenses. Present tense, present progressive, or present continuous tense, present perfect tense, and present perfect progressive tense. I'll give you some example. For example, I say I watch, present tense, right? Next one. I am watching. This is a present progressive hay là continuous tense, right? Tôi nhìn, tôi đang nhìn. I have watched, present perfect tense. Tôi đã và đang nhìn. Mình dịch như vậy đó. I have been watching, present perfect progressive tense. Tôi đã tiếp tại cô ta đẹp quá. Khái như vậy. Okay. I have been watching, present progressive hay là mình còn gọi là present perfect progressive hay là present perfect continuous. Yeah, that's right. So when you come into this room, just look. Just watch me only, okay? No one else but me, okay? Okay, I watched. Tôi đã nhìn cô ta, không thèm nhìn nữa. Chán thì thôi. Okay, đó là past tense. Okay, next one. I was watching. Past progressive hay là past continuous tense. Tôi đã đang nhìn. Bây giờ cái việc này không còn nữa. It's no more happen. Okay, I had watched. Past perfect tense. Lúc đó đó tôi đã và đang nhìn cô ta lúc đó, but not now. Okay, next one. I had been watching, past perfect progressive tense. Tôi đã và đang nhìn cho đến khi mà cô ta disappear, biến mất. Right, dịch như vậy đó. Okay, đó là bốn thì past, right? Now we move to the future. Rồi, con chuột rồi. Let me do it again. I will, shall,
What future? Tôi sẽ nhìn. I will, I shall be, I will be, hay là I shall be watching. Tôi sẽ đang nhìn cô ta ngày mới á, ngày mới cô ta tới đó. I will help, I will be watching her. Okay, next one. I will help, hay là I shall help watch. This happen in the future one. I will help Ben watching. Future perfect progressive tense. So we have totally 12 tenses, right, of the verb. Now we move to the detail of S1, for S1. Giờ mình đi vô chi tiết nha. The first tense is, okay, cái con chuột này. Simple present tense. Cái thì đầu tiên mình học là simple present tense, thì hiện tại đơn giản, phải không? Hiện tại đơn. Okay, this is very interesting. A future. Present is the most basic tense in the English language. It is an interesting tense because it can be used to express the future. Generally thought, we use it to describe the present activities or to talk about the routine or habits. Chị nhớ cái định nghĩa này nha. Cái định nghĩa này rất là hay. Cái thì present á là một cái thì mà nó là một cái thì căn bản nhất ở trong cái tiếng Anh. Tại sao? Tại vì thường thường người ta mở miệng ra là người ta thường nói cái thì này. Okay. Và nó là một cái thì mà rất là không biết dịch sao, rất là hay đó, interesting. Mình có thể mình dịch là thích thú hay là hay cũng được, nhưng mà mình dịch hay đi. Đây là một cái thì hay, rất là hay, bởi vì mình dùng nó, có thể dùng nó để diễn tả tương lai cũng 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 được. Okay. Và thường thường đó, mình dùng nó để diễn tả một cái hành động ở hiện tại, hoặc là mình nói một cái routine. Một cái routine là gì ta? Nói về một cái routine. Routine là những cái việc mà mình làm theo thứ tự. Thí dụ, I wake up at 7 o'clock in the morning. Okay, brush my teeth, get dressed, have breakfast. That's the routine. Nghĩa là những cái công việc mà nó theo thứ tự, cái này trước rồi tới cái này, rồi tới cái này, rồi tới cái này, đã khái như vậy. Or a habit. Habit là những cái thói quen á. Okay, những cái thói quen. Cái routine and cái habit nó khác nha các anh chị. Routine cũng là thói quen, routine cũng là habit, mà habit không phải là routine. Các anh chị hiểu rồi chứ gì? Cái habit đó, nó nhiều khi nó chỉ nói về một cái việc nào đó thôi. Còn cái routine bắt buộc phải nói nhiều cái việc theo thứ tự. Các anh chị hiểu cái này không? Hiểu cái
cái the different between routine and habit. Không hiểu không? Hả? Yes. Có cần cho thí dụ không? Rồi, hiểu rồi phải không? Thí dụ như mình nói every day at 5 o'clock I work out. Okay, đó là cái habit. But this is the routine. Every day at 4 o'clock I cook dinner, then I work out. Đó là routine. Mỗi ngày lúc 4 giờ đó tôi nấu cơm rồi tôi đi tập thể dục. Nhưng mà cái habit đó, lúc 4 giờ có thể mình không có nấu cơm, có thể mình đi làm, nhưng mà 5 giờ mình tan sở, mình đi tập thể dục. See? Cái habit chỉ nói một cái công việc nào đó mà mình làm thường xuyên mỗi ngày. Còn cái routine đó, nó nói nhiều công việc mình làm theo thứ tự mỗi ngày. Thế rồi, các anh chị hiểu rồi chứ gì? Hiểu cái sự khác giữa cái routine và cái habit. Okay, it's also cái này chết. Adding more information. And it also expresses action that is happening at the present time, or action that happens continually, regularly. Nó diễn tả một cái hành động nó gần giống như cái định nghĩa ở trên. Nó đang xảy ra ở cái thời điểm hiện tại, hoặc là một cái hành động nó vẫn còn tiếp tục xảy ra thường xuyên. Okay. Okay, the main use of the simple present tense is to address habitual action or sometimes that is true at all the times. Cái điểm tránh để dùng cái thì này đó thường thường diễn tả một cái hành động theo thói quen, hoặc là thỉnh thoảng cái hành động nó là một cái sự thật. Sự thật all the time, lúc nào nó cũng có thật. Thí dụ, yes. Thí dụ, the sun rises in the east. Đây là một cái sự thật. Nó không phải là một cái habit. Right? Đây là một cái sự thật hiển nhiên, lúc nào nó cũng có thật. Quá khứ cũng thật, hiện tại cũng thật, tương lai cũng thật luôn. He goes out every evening. A picture. Đây là một cái thói quen. What the difference in meaning between truth and habitual? Khác nhau chỗ nào các anh chị? Cái truth với cái habitual nó khác nhau chỗ nào? Cái truth đó là lúc nào nó cũng có thật hết trơn á. Còn cái habit đó nhiều khi nó sẽ change, nó sẽ thay đổi. Phải không các anh chị? Later on, he goes out every morning, not evening. Right? Thí dụ như vậy. Nghĩa là later, nghĩa là sau này có thể he đổi. Thay vì he đi ra ngoài mỗi buổi chiều, giờ he đổi rồi. He changed his mind. He đi ra ngoài mỗi buổi sáng, thí dụ như vậy. Yeah, hiện tại, quá khứ, tương lai gì nó cũng đúng. Okay, let me capital this one.
Okay, could you tell me why we use is right here? My grandfather believed that silence is golden. Ông nội của tôi tin rằng im lặng là vàng bạc. Tại sao ở đây mình dùng hiện tại ở đây mà mình không có dùng was? Tại sao các anh chị? Tại cái điều này á, ai cũng chấp nhận nó là một cái true, một cái sự thật rồi. Okay. Một cái sự thật rồi. Thành ra nếu mà nó là sự thật giống như là the sun rises vậy đó. Okay. Một cái idiom hay là một cái rule cũng được. Right. Actually not the rule. Cái này giống như là một cái cái không phải cái fate mà cái true chấp nhận như vậy. Sorry. I think I missed something right here. Let me check over. Okay. Xíu đi. Yes. Chị phân biệt được giữa cái true and cái habit rồi, phải không? Cái true là lúc nào nó cũng có thật hết trơn, nó cũng xảy ra như vậy hết trơn. Còn cái habit là ngay chỗ lúc đó nó có thật nhưng mà later on nó có thể nó change, nó thay đổi. Còn cái true thì không bao giờ thay đổi. Ok, có một cái điểm quan trọng. Idiom. In the affirmative, the simple present has the same form as the infinitive. But as an S or ES for the third person. Trong một cái câu xác định đó, thì cái thì hiện tại thường thường nó có cái form giống như là cái động từ nguyên mẫu á. Động từ ở trong cái thì hiện tại thường thường nó giống như cái động từ nguyên mẫu. Nhưng mà mình thêm chữ S hay là chữ ES cho ngôi thứ ba. So it, okay, the third singular person. Let me add right here, the third singular chứ không phải là plural. Singular person. Tại sao một cái capital vậy? Singular person. Phải nhấn mạnh cái singular mới được. Okay, let me repost this. In the affirmative, the simple present has the same form as the infinitive, but adds an S or ES for the third singular person. The third singular person nghĩa là ngôi thứ ba, số ít. Thường thường mình có chữ he, chữ she, or chữ it. These are singular persons. Person đây mình dịch là ngôi thứ ở trong ngữ pháp nha các anh chị, không có dịch là người ta. Thí dụ, nhớ nhà thì hiện tại đây là cái điểm mình cần phải nhớ. Thí dụ, ngôi thứ nhất I rent, ngôi thứ hai you rent. Số ít, mình không có nói ngôi thứ ba phải không? Số ít.
quý rịn, díu rịn and đầy rịn là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai số nhiều. But he runs with the S, she runs with the S, and it runs with the S. Thì nhớ điều này nha. Another example. The two go. I go, you go, we go, you go, they go. But he goes, she goes, and it goes. Người Mỹ họ đọc chữ goes, nó cũng giống như là hiện tại nhưng mà thêm S. Nhưng mà người đọc Anh nó thường thường họ đọc thành chữ goes. Okay? Nên cái nào cũng đúng. He goes hay là he goes đều đúng hết. Okay? She goes or she goes. Okay, the rule. Khi nào mình biết nó thêm S and khi nào mình biết nó thêm ES. Okay? Anh chị nhớ cái này không? Oh, I think I'm... Adding with the S or ES after the verb. Cái điều này hồi kỳ rồi tí mình chia sẻ rồi, nhưng mà bây giờ mình học vô cái bài, thành ra mình cần phải nhớ. Okay, the first rule. When a verb ends in ch, ch, sh, sh, ss, x, z, or o. This is the instruct sentence. Okay. Ông già sáng xỉn chiều say. We add the es. Những cái động từ sau cùng bằng những cái chữ ch, sh, s, z, x, z, o có nghĩa là những cái động từ mà phát âm ha, các anh chị mà nghe phát âm ở phía sau cái gì mà chờ chờ xì xờ xì 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 ra đó thì mình thêm es phía sau cùng bằng chữ o. Okay, nhớ nha, cái gì mà xì xì chờ chờ xì xờ xì xờ xì xì đó, cái gì mà có xì xì ra đó mình thêm es, cái này rất dễ nhớ các anh chị. Hay là các anh chị nhớ cái câu này cũng được, ông bắt đầu bằng chữ o, già bắt đầu bằng chữ z, sáng ws, xỉn chữ x, chiều ch, right, shine phải shine nha chứ không phải sai nha, shine. Nhưng mà giới tiểu mi cái gì mà chờ chờ thí dụ mình muốn biết nó phát âm có chữ chờ chờ hay sờ sờ á thì mình phải nói rõ ra, phát âm rõ ra watcher. See? Mình thấy có chữ ch, 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 right? CC ra ch, watcher, right? Watcher, watcher, hay là watch, ấy. Thành ra bắt buộc rõ ra thì các anh chị mới nghe được cái chữ ch, 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 gì đó, right? Watcher, watch. Catch, catcher, right, catcher. Nhiều người không phát âm được cái âm ở cuối. Nếu không phát âm được, các anh chị cứ phát âm rõ nó ra. Ok. Ví dụ, cái âm y phía sau đó không có phát âm. Ok, âm y mình bỏ nó ra. Đấy, bỏ nó ra. Ride. See, mình phải phát âm rõ như vậy á. Lúc mà mình practice nha các anh chị, chứ không phải lúc mình nói chuyện mình nói, không có nói là I ride the bicycle, I mean bicycle, không nói như vậy. Cái này mình chỉ tập phát âm thôi, phát âm cái âm cuối thôi. Ok. Ride. Đấy, ride. Mình ride, ride, ride. Rồi mình nói nhanh, thiệt là nhanh.
Khi mà mình nói nhiều lần chậm rãi trước, đây là cái để mình chia sẻ cho các anh chị cái cách phát âm cuối á. Trước nhất mình phát âm rõ nó ra, chậm rãi và nhiều lần. Ride, 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 ride. Rồi mình nói nhanh nhanh cái ride, 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 ride. Khi mà mình nói nhiều lần thì trong miệng mình nó sẽ lặp lại hai âm luôn, không thể nào mà nó lặp lại một âm được. Mình nói ride, ride, ride. Later nó không thể nào nó nói ride, không thể nào nó nói gì được. Bắt buộc nó phải nói hai âm luôn, ride. Rồi khi mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần, ride, 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 ride. Rồi mình nói nhanh 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 nhanh. Rồi mình nuốt cái âm phía sau, mình chỉ đánh cái âm nó ra thôi. Ride, 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 ride. Rồi mình nuốt nó, mình chỉ đánh cái âm ra, phải không? Thì các anh chị sẽ phát âm được cái âm cuối một cách rất là rõ ràng, mặc dù mình không có nghe. Watch, 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 watch. Anh chị nghe cái âm ch phía sau không? Nghe không? Say yes đi please. Mến. Cái gì không nghe? Anh chị nghe không? Nghe nè, bây giờ nghe lại nè. Okay, Tiger, cut, cut. Nghe mà phải không? Yes, nghe mà. Nghe, nghe nè. Watch, 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 watch. Nghe không? Bây giờ nghe rồi phải không? Yes, okay. Đây là cái cách mà các anh chị học cách phát âm cuối đó. Ban đầu mình đọc rõ ra, đọc nhiều lần, rồi đọc nhanh 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 rồi nuốt nó vô, chỉ đánh cái âm nó ra thôi. Okay. Tại sao mình cần phải 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 phát phát cái âm cuối các anh chị? Nếu mình không phát âm được cái âm cuối, người ta sẽ nghe lộn qua cái chữ khác. Cái này là ride, còn cái này là rice. See, see the difference? Không phải hai cái đều là ride, rice nha. Ride, rice, right? Đồng ý không nào? Rồi, bây giờ trở lại bài học. Okay, những cái động từ cuối cùng bằng những cái âm ch ch sh 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 zi sh zi gì đó với chữ o thì mình sẽ thêm es cho ngôi thứ ba số ít. Okay. Cho thí dụ. Thí dụ. Catch. He catches the ball. But I catch the ball. Chị thấy the third singular person he, we have to add the es because the ending sound a ch, ch, right? Một chữ nữa. Nếu mà động từ phía sau nó có cái âm s rồi á, okay, giống như động từ to chance. No, no, not this one. Let me Boston. Okay. Nếu mà nó có cái âm s rồi đó, theo cái luật đó, for the third singular person, we have to add the es, right? He bosses. Phải không các anh chị? Mình phải thêm es, tại vì cuối cùng bằng hai chữ s. Và khi một cái động từ mà nó có cái âm s ở phía sau, in the infinitive, mà mình thêm một cái âm s nữa hay là es nữa, mình phải đọc nó khác một chút xíu. Mình không có thể nào mà cái động từ này thì không 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 có rõ lắm. Let me think about, let me think another one. Hold
about this one. Thí dụ như động từ này đi, confuse. Right. Mình có cái âm S phía sau. Mình không có đọc cái âm Y, phải không các anh chị? Mình sẽ đọc là confuse, right? But he confused. Phải không? Mình thêm S, phải không? Cho ngôi thứ ba. He confused. Rồi thêm S nữa. Thành ra mình không có thể nào đọc hai cái âm S liên tục được. Mình không có thể nào mình đọc là he confused. Mình không có thể đọc như vậy, phải không? Hai âm F. Mình sẽ đổi cái âm phía sau thành chữ it. Okay. Confuse it, right? Đổi cái âm sau thành confuse it. Okay. Thành chữ it. Hay là bosses, right? Nó có hai âm S phía sau, âm S hay là ES. Bosses. Chances. Okay. Đây là cái lục chung. Okay. Chances. Chứ mình không có đọc là chance. Tại nó hai âm S phía sau. Okay. Chị mình chia sẻ cái này chút xíu. Okay. Trở lại bài học. She'll catch. He catches, but I catch. And we have some more examples for the ending structure. Catch, he catches. Approach, he approaches. He attaches, he bewitches. He matches, he is branches. She watches. He reaches, she touches, ditches. Tem ES. Okay, now see it like watch, catch, push, dash, crash, bash, and rush. She watches the dishes. He catches his chick. Right? She pushes him. It dashes to the car, right? Cái gì vậy? Crash. Crash là gì? The car crashes, bashes, and rushes. Ok, đó là âm SH phía sau. Bây giờ mình qua âm SS. Boss. Bosses, passes, bypasses, crosses, dismisses, depresses, kisses, misses, presses, and dresses. Thêm ES, right? Nhớ nhờ, mấy cái này mình thêm ES. Ghét quá. X fixes, causes, axes, and mixes. Z buzz. The mosquito buzzes in my ear all night long. O. Ô, mình có hai cái động từ nổi tiếng là động từ to do and động từ to go. She does her homework. And he goes to the church. Đó là luật thứ nhất. Giờ qua luật thứ hai.
Mình chỉ cần nhớ hai luật cho cái ngôi thứ ba số ít mà thôi. Cái chị nhớ điều này nha, chỉ cần nhớ hai luật thôi. Còn mấy cái kia mình lật từ điển, ok, mình lật từ điển, tại vì nó không có theo luật. Cái gì mà không theo luật mình không cần nhớ, nếu mà mình thuộc lòng càng tốt, còn không thuộc lòng không nhớ thì mình được quyền lật từ điển. Còn mấy cái này mình nên nhớ, không cần lật từ điển, tại nó có luật đàng hoàng. When a verb ends in y, change y to i and add the es. And when the verb ends in a consonant followed by y, like deny, cry, alive, fly, study, carry, hurry, copy and marry. Nghĩa là những cái động từ nào cuối cùng bằng chữ y thì cái luật đó là mình sẽ đổi chữ y thành chữ i và mình mới thêm es, với một điều kiện đứng trước chữ y nó là một cái phụ âm. Nhớ nha, với một điều kiện đứng trước chữ y là một phụ âm thì mình mới đổi nó. Okay. Thí dụ đứng trước chữ y là một phụ âm giống như chữ n, chữ r in cry, chữ l in ally, chữ fly in fly, I mean chữ l in fly, đó là phụ âm. Các anh chị có anh chị nào không biết phụ âm là gì, nguyên âm là gì không? Đến số 1. If you don't know what is the consonant is or thiệt hả? Không biết thiệt hả? Có anh chị nào không biết nữa không? Anyone else? Doesn't know? Không biết thiệt hả? No, no what? No what? No, yeah. Biết nhưng mà không nhớ hả? Ok, that's so easy. Ở trong cái alphabet order, alphabet order là gì? Mình dịch là alphabet là những cái chữ cái đó, những cái letter đó. Trong 24 chữ cái tiếng Việt đó, thì nó có 5 cái nguyên âm, mình gọi là vowel. Năm cái nguyên âm E, U, O. Nói theo tiếng Việt nè. Chữ E nè, chữ U nè, chữ O nè, chữ A nè, chữ I nè. Đó là năm cái nguyên âm. Tiếng Mỹ gọi là vowel. Còn những cái chữ còn lại đó, nó sẽ là phụ âm. Ok, giống như A, B, C, A, B, C, D, D, F không có, G, H thì sẽ là phụ âm, tại nó không có nằm trong năm cái chữ uể oải. Ok, thì mấy cái này mình gọi nó là consonant, là phụ âm. Ok, giờ các anh chị biết rồi gì? Nguyên âm là gì? Phụ âm là gì rồi phải không? Right? Yes, okay. Xíu, đợi chưa? Đừng nói. Rồi, bây giờ trở lại bài. Sau khi mà cái động từ á, mà cuối cùng bằng chữ y, đứng trước nó là một cái phụ âm, giống như chữ n in deny, chữ r in cry, chữ l in ally, chữ l in fly, or chữ d in study and so on. Right? Thì theo luật á, mình sẽ đổi chữ y thành chữ i, rồi mình mới thêm es. Okay. He denies or she denies, right? Mình mới thêm es. Đó là luật thứ nhất, nếu động từ cuối cùng bằng chữ y. Bây giờ luật thứ hai. Nếu động từ cuối cùng cũng bằng chữ y
mà đứng trước nó là một cái nguyên âm, okay, là chữ một trong năm chữ quể quẩy. When a verb ends in y, have a vowel before the y, we just add an s at the end. Let me capitalize this. Yes. Giống như động từ to buy, say, pray, spray, pay, annoy, stay, play, lie. He stays up late. Mình chỉ thấy chữ stay mình chỉ thêm s mà thôi. Tại cuối cùng nó bằng chữ y, đứng trước nó là một nguyên âm là chữ a. Giống như động từ to stay. So mình không cần theo cái luật ở phía trên, mình chỉ thêm s mà thôi. Ok, từ hai cái luật này, chúng mình chia sẻ cho các anh chị một cái luật của tiểu mì rất là dễ nhớ. Like, who say that? Tiger Cut just say that. Okay, sometimes we use the Y as a vowel. Sometimes thôi. Okay, not all the time. Ngoài năm cái chữ quể quải E, U, O, A, I, sometimes mình cũng treat cái chữ Y giống như là một cái nguyên âm. Sometimes thôi. Có một hai trường hợp mình sẽ thấy, tuy là nó hiếm nhưng mà nó có. Okay. Thành ra mình coi như sáu cái chữ này là nguyên âm, rồi mình áp dụng vô hai cái luật này. Thứ nhất, các anh chị thấy chữ play, động từ to play, cuối cùng nó đến hai nguyên âm phải không? Chữ a and chữ y, right? Nó đến hai nguyên âm, hai là nhiều phải không? Nhiều thì mình không có cần làm chi cho nó nhiều ra nữa, mình chỉ thêm cái luật chung là thêm s mà thôi. She play, okay. Tại nó có đến hai nguyên âm lớn phải không? Thành ra mình chỉ cần thêm s mà thôi. Right, another one. Annoy. Các anh chị thấy nó cũng có hai nguyên âm, chữ O and chữ Y. Right? Hai là nhiều. Nhiều mình không có cần làm chi cho nhiều thêm ra, mình chỉ theo cái luật chung là thêm S mà thôi. She annoys. Okay. Right? Bây giờ các anh chị coi động từ cry đi. Okay, cry, she cried, she called, phải không? Cuối cùng nó chỉ có một nguyên âm là chữ y thôi. Và người ta nói thỉnh thoảng chữ y không phải là nguyên âm, coi như nó không có, phải không các anh chị? Không có thì mình phải làm cho nó có, làm cho nó nhiều ra thêm, tại nó ít quá phải không? Chỉ có một ít quá đi, mình phải làm cho nó nhiều thêm, right? Bằng cách là mình sẽ bỏ chữ y thế bằng chữ i, rồi mình thêm es. Ok, đồng ý không nào? Một cái động từ khác, study. Các anh chị đừng có nghĩ cái động từ nó dài là nó nhiều, không phải. Mình phải coi cái âm cuối của nó là gì, cái chữ cuối của nó là gì. Cuối cùng bằng chữ y, chữ y là chỉ có một nguyên âm thôi, có khi là không có nữa phải không? Không có thì mình phải làm cho nó có và làm cho nó nhiều ra, right? Thành ra ở đây trước nhất mình sẽ đổi chữ y thành chữ i, rồi mình mới thêm es. Okay. Anh chị nhớ không? Cái luật này rất là dễ nhớ phải không? Đồng ý không nè? Hãy nhớ tới già luôn rất là dễ phải không? Một thí dụ khác nha. Đừng có tưởng cái chữ nó dài là nó dài, không phải. Mình phải coi cái âm cuối của nó, cái chữ
cuối của nó là chữ gì? Ví dụ như động từ carry, một thôi, cũng không có luôn nữa. Là mình phải làm cho nó nhiều ra bằng cách đổi chữ y thành chữ i rồi thêm es. Thêm es nha, chứ không phải thêm ed. Yeah, we use for the past tense too, okay? Okay, now. Bây giờ mình làm bài tập áp dụng nha. Tí đi cho các anh chị một động từ các anh chị thêm nha. ES or S, okay? Hiểu không nào? Okay, let's see. Not most of regular. This one right here is great. Okay, bắt đầu nha. Với tiếng Việt mình học tới đâu mình áp dụng liền tới đó. Okay. Bắt đầu. To annoy. I just give you example. Annoy. Anh chị làm đi. No, Lucy. Carefully. We have two vowel, right? No. Đâu phải thêm es đâu. We have two vowel. Two là nhiều, phải không? Hai là nhiều. Nhiều mình không có cần thêm gì. Yes. Okay. Yeah. One. Let me get it bigger. Cry. Khóc. Khóc. Yes. Okay. Chôn, bury. Chôn, bury. Ai không biết lật từ điển đi. Đặt cho chị, chị học cho quen. Bury, chôn. Okay, you have to you have to post two work, okay? The infinitive. No, bury one arm, phải không? Bury one arm only, okay? Một chữ R thôi mà, phải không? Bury một chữ R mà, phải không? Right? Yeah, các anh chị phải viết hai chữ nha. Một cái infinitive and một cái present tense, okay? Yes, không phải hai nha, một thôi. Okay, next one. Carry, man. I carry my book to the class. Carry. Hello, người đẹp Tammy. Yeah, viết hai chữ luôn nha các anh chị. Lại sao xấu gì đó. Yeah, carry. Next one. Copy, bắt chước. Bắt chước hay là copy thường thường là lặp lại hay là bắt chước? Very good. Okay, next one. Decay. Hay là delay cũng được. Decay là gì các anh chị? Decay. Sụp đổ, suy sụp, sa sút gì đó. Okay. Sa sút.
Yeah, decays. Hay là delays cũng được. Very good. Okay, next one. Destroy. Tàn phá. Destroy. Nó hay mà phải không? Hinder. Hinder. Nó hai cái nguyên âm phía sau phong hai là nhiều, mình không có cần làm cho nó nhiều ra, mình chỉ thêm s mà thôi. Okay. Dry. Dry. Khô, làm cho khô á. Dry. Yeah. Dry. Yeah. Right, chỉ có một thôi phải không? Một là ít, mình phải làm cho nó nhiều ra. Right. Enjoy. Enjoy. Tôi thích thú làm cái gì đó. Enjoy. Ok. Ai mà viết sai đó, ai mà làm sai là biết liền, tại mình khác người biết không? Mình khác người. Ok, employ. 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 Nhớ nha, đừng làm cho khác người ta nha, muốn làm nổi, ok, đừng làm nổi nha. Ok. Right, employ. Employ. I think you miss spring. Okay, good. Empty. Empty. Là làm cho trống trải. Empty. Yeah, chỉ có một thôi phải không? Một là ít quá, mình phải làm cho nó nhiều ra. Yeah, good. Okay, next one. Let's see what else. She frying fishes, fish, right? She crying fish, fry. Khổ là chiên á, cây chiên á. Yeah, một ít quá mình làm cho nó nhiều ra. Okay, what else? Hurry. Hurry. Vội vã. Yeah, một phải không? Okay. Identify. Identify. Nhận diện phải không? Identify. Identify. Yeah, chỉ có một. Mặc dù cái chữ nó dài nha các anh chị, nó dài, nhưng mà cái âm cuối của nó chỉ có một. Một vowel. Right? Mình phải làm cho nó nhiều ra. Okay. Đừng có lẫn lộn cái chữ dài là mình làm trên x, ok, không phải. Okay, that's good. And what else? Multiply. Multiply. Nhân lên. Multiply. Lại. Không phải multiply mà multiply. Yes, Lana. To use, okay, to use. MULTIPLY. Lana, đúng. Cái này đọc sao? Cái này các anh chị đọc sao nè? Không lẽ mình đọc là multiply hả? Đâu phải đâu. Phải không? Cái này các anh chị đọc sao nè? Phải multiply không? Okay, let's Decay. No, I don't say this. Not decay.
positive of this one. And multiply. Right? Multiply. Phải không? Nó là âm U chứ không phải âm O. Okay. Okay, next one. Anyway, you write in the writing. Mary. She married me. Mary. And hurricane, can we move a little faster, okay? Mary, right. Obey. Dâng lời. Obey. Obey. Vâng lời. Right. Play. Chơi. Play. I play game. Play. Okay. Bray. Sit. Bray. No, spray chứ. Spray. Sit đó. Sit cái gì đó. Spray. Pray là cầu nguyện. Còn spray. Yeah, spray là sit. Okay, pray là cầu nguyện. Không có S. That's good. Okay, rely. Rely on someone. Nhờ vào người nào đó. Rely. Yeah, rely. Okay, next one. Supply. 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 Satisfy. Terrify. Terrify. Try. Cố gắng. Try. Okay, in tie dye là gì ta? Là lộn xộn. This one is adjective. Làm cho lộn xộn. Yeah, this is still the verb. In tie dye. Nó viết như vậy nè. Untied it. I'm sorry. Untied it. Làm cho lộn xộn. Right. Untied it. Rồi. That's it. Giờ các anh chị nhớ tới già rồi phải không? Khi nào mình thêm S and khi nào mình thêm ES cho những cái động từ cuối cùng bằng chữ Y. Phải không? Các anh chị nhớ tới già rồi phải không? Say yes, please. Okay. Không nhớ nữa thì thôi đi, okay? Yes, phải không? Rất là dễ, nhớ chữ mi. Cái gì khó cũng thành dễ hết trơn đó. Nên các anh chị phải theo chữ mi, okay? Theo chữ mi thì mọi việc đều trở nên dễ dàng, okay? Giống như ăn cơm vậy đó. Right? Rồi, tiếp tục nha. Trở lại bài học. Đó, nói tóm lại mình chỉ cần nhớ hai cái luật đó thôi. Okay? Với tiếng Việt không cần học nhiều mà cũng mình cũng biết hết trơn á. Học ít mà biết nhiều. Khi okay, với những cái động từ ngôi thứ ba số ít, mình chỉ cần nhớ hai luật thôi. Luật thứ nhất là những cái động từ cuối cùng bằng những cái gì mà mình phát âm thành xì xì, giờ, sờ, gì, giờ gì đó, cái gì mà xì xì ra đó thì mình thêm es. Ok. Và cái luật thứ hai là những cái động từ cuối cùng bằng chữ y. Nếu mà cuối cùng nó có hai nguyên âm
là nhiều rồi, mình theo luật chung là thêm s. Còn nếu mà nó chỉ có một nguyên âm thì mình phải làm cho nó nhiều ra, right? Bằng cách đổi chữ y thành chữ i rồi mới thêm es. Ok. Còn những cái luật khác mình không cần nhớ, tại vì nó không có theo luật. Mình chỉ cần lật từ điển mà thôi, đâu có ai bắt mình không lật từ điển đâu, đâu có ai cấm mình lật từ điển đâu, phải không các anh chị? Right. Thành ra mình chỉ cần nhớ hai luật đó thôi. Ok. Yes, so, cho cho, so, so, zz, cc gì đó. Ok, là mình thêm es. Đồng ý không nào? Right. Rồi, bây giờ tiếp tục bài học. Ok. The facts and the truth. Hai cái này khác nhau chỗ nào các anh chị? Có người mới vừa hỏi. Thực tế và sự thật. Yeah, very good. Dịch như vậy hay đó. Một cái là thực tế, còn một cái là cái sự thật hiển nhiên, không thể chối cãi được. Quá khứ cũng thật mà tương lai cũng thật, hiện tại cũng thật. Cho thí dụ khi I am a student. Thí dụ đi, okay. Is it a fact? Yeah, this is a fact, right? Tại vì đây là một cái sự thật mà nó chỉ có thật ngay lúc này thôi. Okay. Ngày mai mình ra trường rồi, mình hết thành student rồi, mình thành doctor, right? Thấy không? Right? Actually là cái sự thật cũng ngay lúc đó thôi. Okay. Actually là cái luật fact. Right? Actually có nghĩa là mình confirm lại cái điều gì nó không có đúng. Okay. Anh chị hỏi nhiều quá đi. In fact. Okay. Các anh chị hiểu điều này không? Thí dụ mình nói là she's my sister. Actually she's my step sister. Các anh chị hiểu cái chỗ này không? Cô ta là em của tôi, nhưng mà thật ra cô ta là em cùng cha khác mẹ với tôi, là khái như vậy. Ok, nghĩa là mình nói lại cái điều đó nó đúng nghĩa hơn. Ok, dịch như vậy. Các anh chị hiểu không nào? Huh? Actually là thường thường. Ok, make in fact hay là actually. Oh, cái này nó qua cái vấn đề khác rồi. Ok. Một cái nó là trạng từ, còn một cái nó là, nó gọi là cái gì, liên từ đó. Ok. Nó khác rồi. Chị không được hỏi ra ngoài cái gì Tiểu My đang nói nha, đang chia sẻ nha, please. Nó sẽ đi xa vấn đề hơn. Tiểu My đang nói về cái facts và cái truth. Okay. Nói sai vấn đề, I'm not ready and anh bí rồi sao, bỏ mà quăng mai chạy lấy người đó. Okay. Không có được làm cho Tiểu My bí nha. Okay. Chị hiểu rồi phải không? Okay, how about this one? It is my cái mà cái gì tự nhiên quên rồi ta.
cái gì quên rồi, để tôi mi lật từ điển cái này cái nọ, cái gì mà anh em ruột nói sao cái anh chị ship bộ phải không? À, cái gì quên rồi, ship link đó, ship phải ship link phải không? Yeah, sibling, right? Chị em ruột đó. Anh chị em ruột phải không? Sibling, right? Okay, yeah, sibling. He is my sibling. Ghét quá đi. Cái này là chị em ruột á, cái này là the fact hay là the true các anh chị? True phải không? Yeah, lúc nào nó cũng có thật phải không? Từ lúc cậu ta sinh ra quá khứ cũng là em của tôi, bây giờ cũng là em của tôi, sau này cậu ta cũng vẫn là em của tôi, okay? Right. Yeah, so các anh chị hiểu cái sự phát khác biệt giữa fact and true rồi phải không? Ok rồi. Giờ hiểu rồi. Có người trả lời câu hỏi trong PM rồi đó nha. Giờ trở lại bài học. The simple present tense is often used with adverbs or adverb phrase, I mean phrases, such as always, never, occasionally, often. Đợi tôi một tí xíu. He, on, my, less. Okay, you know, sometimes, usually, every week on Mondays or twice a year, etc. Thí dụ, cái thì này thường thường dùng với một cái trạng từ hay là một cái cụm trạng từ giống như chữ always, cái gì vậy? Cụm trạng từ là twice a year. Okay. Cho thí dụ, thường mình thấy những cái chữ này đó thì mình dùng cái thì hiện tại. Thường thường là như vậy. Tại vì nó là một cái phát. Mình đánh vào trong PM nó cũng còn. How often do you wash your hair? Chắc cái đầu của cái cậu này hôi lắm á. Mấy đứa con nít á, nhiều khi mình hôn nó, mình nên hôn trên cái đầu nó đó, đúng không? Mình biết là nó có tắm thì không liền á. Mình mới hỏi nó, how often do you wash your hair, boy? Cái gì vậy, cowboy? How often do you wash your hair, cowboy? Thiệt á các anh chị, con nít ở bên Mỹ này nó ghiền game, nó biết không, nó ghiền game á. Ba mẹ nó đi đi làm tối ngày, tối mới về á. Nó nhà nó chơi game tối ngày luôn, nó đâu có đi tắm. Nó đâu đi tắm, thường thường hung nó là thấy là cái tóc nó hôi liền á, thiệt á, 10 đứa hết 9 đứa rồi. Chán thì thôi đi đó. How often do you wash your hair, boy? I'm going to tell your parents. Khá như vậy. Ok, có ai giật mic cho mi không nè? Ok, so mình sẽ dùng cái often là cái trạng từ. Ok, cái trạng từ. Or I go to church on Sundays. Tôi đi nhà thờ mỗi chủ nhật. Đây là những trường hợp để mình dùng cái thì hiện tại nha các anh chị. Another one. I know what's going on.
Oh, with the time clauses expressing routine or habitual actions, whenever or hay là and when. Với những cái chữ mà whenever hay là when, thường thường mình cũng dùng cái present tense, okay? Okay, whenever. So, are you Catholic? You're Catholic, aren't you? Whenever it rains, the roof leaks. Leaks. Bất cứ khi nào mà trời mưa đó thì mình dịch sao ta? Thì mình bị dột, phải không? Nhà mình bị dột khi trời mưa đó, dịch chạy tiếng Việt. Các anh chị thấy không, nhiều khi cái tiếng Việt á mình nói khác, tiếng Mỹ mình nói khác, mình không có được dịch từng chữ từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ. Rồi nhà bị dột có nghĩa là the roof leaks á, gọi là nhà bị dột. Các anh chị thấy rõ ràng không? Right, whenever it rains the roof leaks. Hay là when you open the door, the lights goes on. Nghĩa là gì? Khi mà bạn mở cửa cái đèn nó sáng lên, cái đèn nó cháy. Right? Tiếng Việt. Dịch theo tiếng Việt vậy đó. Cái đèn nó cháy không phải nó bị burn mà the light turn on itself, phải không? Yeah, đèn cháy có nghĩa là the light turn on itself, có nghĩa là tự động cái đèn nó cháy chứ không phải cái đèn nó bị burn. Okay. Tiếng Việt mình nó nhiều nghĩa nên nhiều khi mình không có hiểu. Okay, now next one. Tự động cái đèn nó cháy. Ở không biết bên Việt Nam có cái đó không? Hả? Người ta xếp nó như vậy đó. Okay. Giống như là khi mà các anh chị vỗ tay á, cái đèn nó cháy, hay là vỗ tay cái đèn nó tắt. Okay. Yeah. Có nhiều cái đèn mà người ta chế á, các anh chị vỗ tay cái đèn nó cháy, vỗ tay cái đèn nó tắt. Anh chị có bao giờ thấy cái đó chưa hả? Dạ, khi mở cửa thì cái đèn nó sáng lên. Okay. Và không phải là burn. Nói gì Vũ Hòa Nam? What you want to say? Okay. Let you come up to the mic now. Mời Vũ Hòa Nam nha. Nói trong bài học thôi nha. Okay. Nói trong bài học thôi. Nói ngoài đề là các anh chị cho cái bát liền. Okay. Giả miệng. So lower your hand then. Okay. Một cái điểm nữa, một điểm nữa. With the verb say. Thì mình phải capital mấy cái này mới được. Say. Trong những cái letter đó, okay, trong những cái letter mà mình nhận được á, và khi mà mình lặp lại đó thì mình cũng dùng cái thì hiện tại. It is used chiefly with the verb say when we are asking about or quoting from books, notice, or very recently received letters. Cho thí dụ, thường thường mình lặp lại cái gì đó là nó là một cái phát á, mình dùng cái hiện tại với cái động từ to say. What does the notice say? Oh, it says no parking. Even though this sign is was bought, it was posted
Last week đã có gì vậy đi. We still say. Okay. Mình cũng vẫn dùng cái thì hiện tại. Cái bản đã nói bản này nó đã gắn ở đây lâu rồi, hồi tuần rồi. Nhưng mà khi mà mình kể lại, mình nói lại thì mình cũng dùng cái hiện tại. It says. Okay. Hay là câu này. Anh chỉ làm cho Tiểu My cứ tưởng Tiểu My bị té hoài. What does the book say? Oh, it says cook very slowly. Trong cuốn sách nó nói gì vậy? Nó nói là hãy nấu chậm một cách chậm rãi. Mặc dù cái cuốn sách đó nó cái tác giả nó đã phát hành lâu rồi. Okay? Nhưng mà mình vẫn nói cái thì hiện tại. Hay là cái câu này trong một cái letter. I see you've got a letter from Anne. What does she say? What does she say? Oh, she says she is coming to London next week. Anh chị thấy không? She says. Tại sao ở đây dùng cái present continuous ở đây các anh chị? Cái sự việc này nó xảy ra chưa? She's coming to London next week. Nó xảy ra chưa? Chưa. Thấy không? Chưa. So ở đây nó chưa xảy ra. Thành ra ở đây mình sẽ dịch là cô ta sẽ tới London. Ok, mình sẽ dịch là sẽ, chứ mình không có dịch là cô ta đang tới. Okay, ở cái điểm này Tiểu My chia sẻ các anh chị chút xíu nha. She is. Okay, wait. She comes. She is coming. Một cái nữa đi. She is coming. No. Mấy cái ở trong dấu ngoặc á, mình bỏ nó ra được nha các anh chị. Mình bỏ nó ra được. Mình hiểu ngầm. Okay. She comes. Nghĩa là cô ta đang tới. Cô ta nó cũng gần giống như she's coming vậy đó. Okay. Nhưng mà mình nói trống thôi. Nó không có rõ ràng bằng she's coming. Okay, wait. Okay, let me finish this first. Okay. Cái she comes and she's coming now á. Okay. Thì cái she's coming now nó rõ ràng hơn, còn cái she comes á là mình biết là cô ta đang tới mà không biết tới khi nào. Okay. Mình biết là cô ta đang tới. Còn she's coming now là cô ta đang tới gần hơn. Khi okay. Cái thời điểm nó gần hơn. Ngay bây giờ nè, cô ta sẽ tới bây giờ nè. Còn she come là cô ta đang tới đó mà không biết khi nào. Có thể là two more hours, có thể là three more hours, hay là có thể là five more minutes. Nó khá gì? In five minutes. Còn she is coming soon. Nghĩa là cô ta cũng đang tới. Nó cũng gần giống là she is coming vậy đó. Hai cái she is coming soon and she is coming now. Thì cái she is coming now nó gần cái thời. Nói cái này nó cũng không có rõ lắm. Còn she will come. Khi mà mình nói she will come đó, mình không cần để cái thời điểm vô. Có thể là next week, có thể là next month, có thể là next year. Mình không cần để vô. Okay. Đợi một chút xíu, Vũ Hòa Nam.
Let me finish this first, okay? Do you hear me, you and I? You keep posting. Okay, rồi. Các anh chị hiểu chỗ này phải không? She's calling me tonight. Hai cái này điều dịch là cô ta sẽ gọi tôi. Mình không có dịch là cô ta đang gọi tôi nha các anh chị. She's calling me. Mình dịch là cô ta sẽ gọi tôi tối nay. Còn she will call me tonight. Cũng nhìn cũng dịch là cô ta sẽ gọi, guarantee hơn, nó bảo đảm hơn, nó chắc chắn hơn. Còn cái she will call me tonight không có chắc chắn. Okay. Mình chỉ nghĩ như là như vậy thôi. Còn she's calling me tonight là có cái plan rồi, bắt buộc cô ta sẽ gọi mình tối nay. Các anh chị phân biệt được chỗ này phải không? Còn she is calling me là cô ta đang gọi tôi. Okay. Mình không có để cái thời điểm vô. Còn nếu mà mình dùng cái present tense cho future đó thì bắt buộc mình phải để thời điểm vô. She's calling me in 5 minutes. Okay. In 5 minutes mình phải để cái thời điểm vô, nghĩa là cái sự này cô chưa có xảy ra. She calling me với cái thời điểm chưa có xảy ra. Okay. Nhưng mà cái điều này nó chắc chắn bắt buộc phải xảy ra, thành ra mình để cái thời điểm càng gần. Okay. Càng gần càng tốt. Right. Còn cái này I misspell right there. She is going to call me. Cái này mình để thời điểm vô cũng được, mình không để cũng được. Okay. Thì cái này á, no, cái này mình để vô cũng được hay mình không để vô cũng được. She's going to call me next week. Cũng được. Hay là she's going to call me tonight. Cũng được. Các anh chị hiểu cái điều này phải không? Và cái điều này đó, cái she's going đó, nó có cái plan ở trong đó. Nó có cái intent và cái plan ở trong đó. Nghĩa là nó có cái dự định trước rồi. Okay. Thời gian xa hay gần gì cũng được hết trơn á. Không để vô cũng được, mà để vô cũng được. Cái she is going này nè. Okay. She going to. Cái này đó không có cần thiết phải xa hay gần. Không cần thiết. Muốn để vô cũng được, không để vô cũng được. Okay, nhưng mà cái này đó khi nào mình dùng là mình có cái dự định trước đó rồi, cái plan rồi, và mình intend to do it, là cố tình sẽ làm chuyện này. Nhưng mà làm khi nào không cần biết. Okay. Mình để vô cũng được, cho người ta biết cũng được, mình không để vô cũng được. Các anh chị hiểu không? Còn she will call. Okay. Còn she will call đó là nó không có cái dự định, nó không có cái plan, mới vừa quyết định ngay tại chỗ thôi, mới vừa quyết định ngay tại chỗ thôi. Okay. Các anh chị từ từ đang cắt nghĩa về she's about to là cô ta sắp sửa. Okay. Nó cái đó còn khác nữa, thì mình chỉ nói phân biệt được. Present tense, okay. Cái present nó có thể dùng cho tương lai. Cái điểm ở đây thì mình muốn nhấn mạnh là nó có thể dùng cho tương lai chứ không phải là chỉ là hiện tại mà thôi. Trong cái trường hợp là she is calling
calling me soon. Cái này là tương lai chứ không phải là hiện tại. Chị hiểu điều này phải không? Nếu mà thì hiện tại mà dùng cho tương lai, bắt buộc phải để cái thời điểm vô. Ok. Rồi. Giờ trở lại bài học nha. Ok, mình trong một cái lá thư, khi mình lặp lại mình cũng dùng cái thì hiện tại luôn, right? I see you've got a letter from Anne. What does she say? What does she say? She says she's coming to London next week. So she is, right? She is coming. She say, cái chữ say đó, nó là hiện tại, mình không có nói là she said. Mặc dù cái letter đó nhận từ hồi tuần rồi, nhưng mà khi mình nói là she says. Let me correct in my text first. Nhiều khi phải capital cho các anh chị thấy mới được. And trong những cái headline, newspaper headline, headline có nghĩa là những cái tựa của những cái tờ báo, những cái tin tức ở trong trong báo hay trong TV gì whatever, right? Newspaper headlines. Thí dụ, đây là một cái tựa trên cái tờ báo hay là trong tin tức trong TV họ đăng lên, thí dụ như vậy. Thì các anh chị thấy họ cũng dùng hiện tại. Mass murder escape. Hay là these talks fail. Thì các anh chị thấy không? Escape cũng hiện tại. Hay là talks with the S cũng hiện tại. Xảy ra rồi. Mass murder escape là gì các anh chị? Một số đông những cái người mà criminal đó, những người mà dịch sao ta, những người mà giết người ta đó. Murder này còn hơn là trộm nữa, giết người đó. Một số những cái kẻ giết người đó, okay, murder, thì trốn thoát rồi. Cái cuộc đàm phán về hòa bình đó, cái cuộc đàm phán về hòa bình đó thì thất bại rồi, ok, thì thất bại rồi, right? Is cô là gì không hiểu. Ở đây cả hai đều là hiện tại hết, mặc dù cái điều này nó đã xảy ra rồi, right? Hay là trong những cái câu chuyện mà kể lại, khi kể lại, họ thường thường họ cũng dùng thì hiện tại. Talk fails. Không hiểu anh chị nói gì. It can be used for dramatic narrative. And this is particularly useful when describing the action of a play, opera, etc. And is often used by radio commentators at sport events. Nghĩa là gì? Nó cũng có thể dùng trong những cái cuộc kể chuyện, những cái điều mà nó dramatic, nghĩa là những cái điều kinh hoàng, kinh dị gì đó, ai không nữa, không biết gì cái này. Nghĩa là hồi hộp, những cái điều mà hồi hộp, excited đồ này kia đó, thì họ cũng dùng để cho cái sự việc nó sống động hơn, mặc dù cái điều này nó đã xảy ra rồi. And đặc biệt nhất là họ dùng để diễn tả một cái action of a play, có nghĩa là action of a play là gì các anh chị? Một cái cảnh ở trong một cái vở kịch, hay là trong những cái opera, những vở kịch ở trong những cái opera, họ cũng dùng cái thì hiện tại.
Dạ, thường thường mình dùng thì hiện tại ở trong những cái trường hợp mà ở trong mình nghe tin tức ở trong radio đó, về thể thao hay là về commentators là gì, là họ nói ở trong họ tường trình ở trong radio về thể thao là gì đó, họ cũng dùng thì hiện tại mặc dù sự việc nó đã xảy ra rồi. Thí dụ như cái đội banh này nó thắng cái đội banh kia, đã khái gì vậy? Thế thí dụ chị nghe câu cái đoạn này nha. Kể là một cái vở kịch. When the curtain rises, Juliet is writing at her desk. Suddenly, the window opens and a masked man enters. Khi mà cái màn được kéo lên thì cái cô Juliet đó, cô đang ngồi viết ở trên cái bàn viết của cô ta. Thình lình cái cửa sổ nó mở lên và một cái người đàn ông đeo mặt nạ chui vô, right? Thì các anh chị thấy không, những cái điều này nó đã xảy ra rồi, họ chỉ kể lại mà thôi. Thế ok, now next one. Hay là mình đi, mình plan for a vacation and mình go to the agent, travel agency, thì họ cũng sẽ nói cho mình cái chương trình mà mình đi làm sao ở thì hiện tại luôn. Can be used for a planned future action or series of action, particularly when they refer to a journey. So travel agency use it a good deal. Use it, nghĩa là chữ S right here. Okay, I misspelled right there. Misspring chứ, we missed the S. Cho thí dụ nha, sửa trong bài cái đã. Cái người này đi muốn đi du lịch, vô một cái công ty du lịch, nói ok tôi muốn đi ở đâu á, đi Âu Châu, thì họ cho một cái chương trình du lịch như vậy. We leave London at 10 next Tuesday and arrive in Paris at 13. And we spend 2 hours in Paris and leave again at 15. We arrive in Rome at 19:30 and spend 4 hours in Rome, etc. Thì các anh chị thấy không? Mặc dù cái chuyến du lịch này nó sẽ đi tới đây, đi tới đó, nhưng mà nó chưa có xảy ra. Nhưng mà khi mà họ nói cho mình biết cái chương trình như vậy, họ cũng nói về hiện tại để cho cái sự việc nó sống động hơn, mình có thể mình tưởng tượng nó như vậy, như vậy, như vậy. Phải không các anh chị? Đấy. Okay, if anyone have question, just bring the one or raise your hand and bring the one. I will call you up to the mic and ask your question then. Okay. Love and leave. Love đây là sống. Okay. Còn này là leave. Xuống giọng một chút xíu. Leave. Còn kia là love. Okay. Chữ V đó, nó là love. Okay. Còn kia là leave. You see the difference? Còn danh từ là life, okay, love and leave. You heard that? Loving and leaving, okay, loving and leaving, okay, loving and leaving. Các anh chị muốn học cách phát âm đó hay trong giờ thầy gì đó, thầy thầy gì espresso gì đó, thầy gì, thầy espresso gì đó, thầy Abby hả? Dạ.
Episodes, rồi đại khái như vậy. Ok, hai thầy cô này có cái chương trình pronunciation rất là hay. Ok, còn học với Tiểu My thì lead. Ok, lead episode gì đó. Ok, còn học với Tiểu My thì phải theo luật Tiểu My. Tiểu My cái luật Tiểu My không có biết gì long a long i rồi n rồi gì đó, I don't know gì đó, gì gì sao lét gì ô, I don't know. Ok, đừng hỏi Tiểu My. Nhưng mà nhớ Tiểu My, Tiểu My phát âm cái chữ gì là chết cái chữ đó. Tiểu My không có theo luật, Tiểu My không có biết luật. Ok, Tiểu My đọc cái chữ gì đó, phát âm chữ gì là Tiểu My nhớ luôn cái chữ đó tới già. Chứ Tiểu My không có tin là ô cái này theo luật phát âm sao. I don't know, long I, long you gì đó. Ok, don't ask me that. Ok, please. Ok. Ok, we leave London at 10. Nói một lần nữa. Chúng ta rời London lúc 10 giờ. Làm sao nhớ hả? I don't know. Mình chỉ cần lật từ điển, mình học theo cái cách phát âm của nó. Nhiều lần với Tiểu My biết không? Khi một chữ mà Tiểu My không biết phát âm chứ gì, mở từ điển ra. Ok. Thí dụ đi, mình action luôn cho rồi đi. Thí dụ cái này, thí dụ chữ sibling. Ok, mở từ điển ra, đánh chữ đó vô rồi nghe. Sibling. Yeah, sibling. Rồi mình cứ lặp đi lặp lại 10 lần cái chữ đó, ít nhất 10-20 lần. Sibling, 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 sibling. Lần sau mình đâu có thể mình đọc là sibler được, phải không nào? Đâu có thể đọc được. Với Tiểu My là học như vậy đó. Ok, các anh chị phải đọc nhiều. Các anh chị có tin mỗi mỗi ngày Tiểu My phải mở cái VOA Tiểu My đọc một bài không hả? Mỗi ngày Tiểu My phải đọc một bài đó, ngày nào cũng vậy, mở computer ra là vô cái giấy đọc một bài. Thì các anh chị thấy 30 ngày các anh chị đọc 30 bài rồi, làm sao các anh chị không có nhớ cái mặt chữ được, đồng ý không nào? Yeah, các anh chị làm như vậy đi, các anh chị đọc một bài mấy chừng 5-10 minutes. Ok, 5-10 minutes là hầu hết là các anh chị đọc được hết. Trời ơi, các anh chị mỗi ngày đọc một bài, các anh chị đọc chừng 1 năm 2 năm là chữ nào lại các anh chị không biết đọc. Right? Yeah, cũng phải đọc hoài thôi. Học là không bao giờ end hết trơn á. Ok, trở lại bài học nè. Trở lại bài học. Chỉ thích có 5-10 phút thôi. Ok. Chữ thích có... No. Cái gì mình... Gì đó người ta nói. Văn ôm võ luyện gì đó. Việc mình còn không có giờ học, còn phải học mà. Rồi nói lại nè, đây là một cái chương trình du lịch mà cái người mà agency họ 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 nói cho mình biết, thì các anh chị thấy họ cũng dùng cái thì hiện tại. Okay. Ok, một trường hợp nữa để dùng thì hiện tại. It can be used in time clauses and is an idea of a routine. Các anh chị biết routine là gì chứ gì? Là những cái công việc mình làm theo thứ tự. As soon as he earns any money, he spends it. Này dịch sao ta? Ngay khi mà cậu ta có tiền á, earn any money là cậu ta có tiền, nó làm ra tiền á, thì cậu ta xài liền. Ok, không có đợi được, không giữ được, cậu ta xài liền. Hay là câu này, cái câu này nói về thời gian. Ok. Nói to rồi mà.
But she takes the boy to school. But she goes to work. Đây là một cái routine. Đây là một cái routine. Cô ta sáng dậy, cô ta chở cậu con trai đi học rồi cô ta mới đi làm. Okay. Đâu có bé đâu, bự mà. Mình còn nói, mình còn dịch là bé bự đó. Đâu có bé đâu, bự mà. Right. Ok, hay là một trường hợp khác. Một trường hợp khác. Or when the main verb is in the future form. Thì các anh chị thấy cái mệnh đề chánh ở trong câu mà ở ở thì tương lai thì mình cũng sẽ dùng thì hiện tại cho cái mệnh đề phụ. Câu này có nghĩa là như vậy đó. When it stops raining, we'll go out. Có nghĩa là it will stop. Đấy. nghĩa là I'm sorry. Let me misspell. Có nghĩa là it will stop raining soon, then we will go out. Hay là cái câu này. My bus leaves in 10 minutes. Đây là future, phải không các anh chị? Cái này nó chưa có xảy ra. Chiếc xe bus của tôi đó sẽ rời trong vòng 10 phút. Có nghĩa là hiện bây giờ xe bus nó vẫn còn đậu, phải không? Hình đó các anh chị thấy không? Khi mà dùng cái thì hiện tại mà cho future đó, thì mình phải để cái thời điểm vô, bắt buộc phải để cái thời điểm vô. Hình đó ở đây mình đừng có nói người ta là tại sao không dùng chữ will. Thế tại vì nó có thể để cái thời điểm, và thời điểm này bắt buộc phải gần nha các anh chị, càng gần càng tốt, tại đây là một cái plan và cũng là một cái intention, nó là một cái dự định và một cái sự cố tình, phải cái chuyện đó phải xảy ra mới được, bắt buộc phải để cái thời điểm vô nha. Còn nếu không để cái thời điểm thì cái sự việc này ở hiện tại chứ không phải ở tương lai. Her plans arise on Friday. Thành ra bây giờ các anh chị thấy khi mà người ta nói chuyện á, thường thường người ta thường dùng cái hiện tại nhiều hơn là cái tương lai. Không có ai nói là her plan will arise on Friday, không ai nói gì nữa hết trơn á. Okay. Miễn để cái thời điểm, mà bắt buộc cái thời điểm phải càng gần càng tốt nha các anh chị. Không có thể nói là her plan arise next year được, không nói vậy được. On Friday có nghĩa là today or Thursday, maybe. Okay. So her plan arrives on Friday. Chị hiểu điểm này rồi phải không? Đừng có bắt lỗi người ta nha. Tại sao không dùng chữ will cho future mà dùng hiện tại? Right. Nghĩa là tùy theo cái câu chuyện của mình, tùy theo cái trường hợp để mình dùng cái thì cho nó đúng. Mình có học thì mình đừng, không có thể nào bắt lỗi người ta được. Còn bắt lỗi bậy bạ là người ta biết mình không có học. Ok. Một điểm nữa nha. Hello, Nala in the bright lens. It can be used when reviewing the contents of the books are describing past events to bring them vividly to life for the reader. And it usually happens in literacy, artistic and historic theory. Và cái thì này thường thường nó xảy ra ở trong những cái xảy ra về
như giống như gì, văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, thí dụ như vậy. Thí dụ câu này các anh chị sẽ thấy. Đây là ông thầy đang nói về cái bài học cho học sinh. In 1939, Hitler army attacked Poland, historic city. Về lịch sử. Và năm 1900 không biết, trả lời vậy cho rồi đi. Và năm 1939 đội quân của ông Hitler đó khi tấn công nước Poland là nước gì ta? Nước Poland là nước Ba Lan hả? Dạ Ba Lan. Okay. Thì các anh chị thấy in 1939 is long long times ago, phải không? Năm 1939 là cả chục năm về trước rồi. Nhưng mà khi mà ông thầy ông nói, ông cũng nói cái thì hiện tại. Okay. But because tại sao nói thì hiện tại? Tại vì nó nói về vấn đề lịch sử, right? And đây cũng là một cái fact hay là một cái true, phải không các anh chị? Thành ra mình cũng nói về hiện tại. Okay. Đó là cái true đúng hơn là cái fact, right? Đây là cái sự thật hiển nhiên. Hay là câu này. Price Love Poems. Thi sĩ Nguyễn Bính viết những cái thơ tình. Ông thường thường ông viết những thơ tình, phải không? What time is it now? It's 9:23. Yeah, thành ra đây ông Nguyễn Bính ông chết lâu rồi, ông viết những cái thư tình lâu lắm rồi, nhưng mà khi mình nói lại, mình cũng nói thì hiện tại. Okay. And that's it cho cái bài học hôm nay. Bây giờ Tiểu My ôm lại cho các anh chị nha. Ba sáu bảy, right? Okay, khi nào mình dùng cái thì hiện tại này, summary nha. Ông lại là hồi mình làm bài tập, okay? Khi nào mình dùng cái thì này, trước nhất là mình dùng nó cho một cái facts hay là một cái true. Thí dụ, các anh chị biết fact là gì, true là gì rồi chứ gì? Okay, Berlin is the capital city of Germany. This is the fact hay là this is the true? Huh? Hiện bây giờ cái capital of Germany là gì các anh chị? Các anh chị phải biết hiện bây giờ cái capital of Germany là gì? Cũng là Berlin luôn hả? I don't know. Let me check then. What is capital of Germany? Germany in 19 of
In 19, no, no, in, not, no. In 2014 now, okay. Để coi nha, nó nói gì. Yeah, it's still boiling, right? Capital of Germany is a city state of Berlin. It is the seat of president of Germany. Yeah, so this is the truth. No, not the truth nha các anh chị. Các anh chị đâu có biết tương lai nó là cái gì. Phải không? Yeah, this is the fact, not the truth. Okay, các anh chị đâu có biết tương lai đó. Giống như Việt Nam cũng vậy. Hồi xưa đó, trước 75 Việt Nam là capital of Việt Nam là gì? Là Hà Nội and Saigon, right? Bạn nghĩ không nào? Nhưng mà bây giờ capital of Việt Nam là Hà Nội. Thấy không? Thấy không? Hồi xưa Việt Nam nó có hai cái capital, right? Hồi xưa kìa. And cái gì mà nó chance á, thì nó sẽ là cái facts. Còn cái gì mà nó true in the past, in future or in present thì nó sẽ là cái true. Okay? So cái này sẽ là cái facts. Chưa biết sau này rủi Tiểu My là tổng thống của Germany, Tiểu My sẽ đổi làm sao, phải không? Mình đâu có biết future nó là gì đâu, right? Okay, so this is the facts, right? Okay, next one. But cẩn thận nha. Okay. Okay, this is the facts, hay là the truth. The elephant doesn't fly. Cái con voi thì không thể bay được. True. Chưa chắc nha các anh chị. Chưa chắc nha. Ok. Biết đâu tương lai người ta gắn cái cánh cho con voi làm sao. Hả? Người ta gắn cái gì vô cho con voi làm sao. Người ta còn có thể bay được mà. Đồng ý không nè. Never hả? Never hả? Giỡn hoài. Các anh chị có đồng ý là người ta có thể bay được hay không? Hả? Có thể bay được hay không? Sao không được? Thiếu gì người bay trên trời? Các anh chị chưa thấy người ta bay trên trời hả? Gắn cái máy vô. Giỡn hoài, các anh chị chưa thấy hả? Cái gì đó, cái gắn cái gì vô đó các anh chị có thể bay trên trời được mà. Hả? Phải không nè? Ghét các anh chị quá đi. Các anh chị chưa từng thấy người ta bay trên trời hả? Gắn cái gì đó. Thế cầm cái đó gọi là cái gì nè? Nó cái gì mà nó có hai cái cánh đó. Yeah, Vinton, see right? Nó có hai cái cánh rồi. Rồi người ta chỉ cầm cái cây thôi. Thế rồi nó bay. Ghét các anh chị quá đi. Các anh chị quê thì thôi đó. Các anh chị nhà quê thiệt á. Chưa bao giờ thấy hả? Yeah, bay được mà. Thôi đi, không tin thì thôi đi. Tại các anh chị nhà quê quá, không bao giờ thấy hết. Okay. Thành ra ở đây cũng là cái phát nha các anh chị. Cái gì mà mình chưa biết tương lai nó sẽ đi về đâu á, thì đó là cái phát. Okay. Thôi đi, ở ngoài nó cũng có nữa. Để Tiểu My quên cái chữ đó là gì rồi. Để mời Tiểu My sẽ cho các anh chị biết. Ok, now next one. So có thể trong tương lai cái con voi nó sẽ bay được. Tương lai người ta cũng gắn cái đó cho con voi, ok? Nó vượn khỉ đó, ghét quá đi. Ok, water boils at 100 degrees Celsius. I'm sorry, Celsius.
Đây là true hay là false? Yeah, this is true. Không tin thì nấu nước sôi biết liền. Để cái đồng hồ vô trong nước sôi 100 độ là nó sôi liền. Ok, đó là trường hợp thứ nhất. Mình dùng cho nó là cái false, là một cái true. Trường hợp thứ hai, ok, là habits and routine. Habit với routine nó khác nhau chỗ nào? Celsius là độ C đó. Ok, Celsius là độ C đó. Còn F là độ Fahrenheit. Ok, habit and routine. Habit là một cái thói quen. Cái routine đó, nó cũng là habit. Nhưng mà cái habit không phải là cái routine. Ok. Cho thí dụ nha. Các anh chị hiểu cái sự khác biệt của cái habit and cái routine rồi phải không? Thí dụ như câu này. Ok. Câu này. No, cái routine đó là hàng ngày hay là mỗi ngày gì cũng được. Nhưng mà cái routine thường thường nó có nhiều cái công việc xảy ra. Công việc này xảy ra trước, rồi tới việc này, rồi tới việc này, rồi tới việc này. Ví dụ nó, I wake up at 7 o'clock in the morning. I brush my teeth and wash my face and get dressed. And then have dinner at 8. Đó, những công việc nó theo thứ tự như vậy. Sáng tôi ngủ dậy, tôi đánh răng súc miệng, tôi thay đồ, rồi tôi xuống ăn sáng, rồi khá như vậy, rồi tôi đi làm. Ok, đó là routine. Còn cái habit thường thường nó là chỉ là một công việc thôi. Hiểu routine rồi gì? Bây giờ tìm đi cho thí dụ về habit nè. Ok, every day I work out at 4 o'clock. Đó là habit. But at 3 o'clock, I may cook dinner. Or I may go to work. See? Nghĩa là cứ 4 giờ đúng thì mình đi tập thể dục. Nhưng mà 3 giờ có thể mình đang nấu ăn. Hoặc là 3 giờ có thể mình còn ở trong sở. Ok? Nó không có theo thứ tự, nó không có biết. Nhưng mà đúng cái giờ đó mình làm cái chuyện gì đó. Đó là cái habit. Các anh chị hiểu rồi phải không? Hả? Các anh chị hiểu phải không? Hiểu cái habit and cái routine rồi phải không? Vinton. Vinton hiểu không? Vinton hiểu rồi phải không? Hỏi Vinton kìa. Hỏi Vinton kìa, Vinton hiểu không? Ok, cắt nghĩa lại nè. Vinh Trình hiểu rồi phải không? Dạ, yeah, hiểu. Who's calling me? Chưa hiểu hả? Chưa hiểu hả? Cái favorite là cái gì mà mình thích? Hello? Yes, I'm busy now. Ok rồi, Vinton hiểu là được rồi. Ok, Vinton hiểu được rồi. Các anh chị khác đã hiểu rồi. Ok rồi, tell me, what is this? Is it a rap? I mean habit hay là routine? I play basketball every Friday. Hay là habit hay là routine? Huh? Yeah, this is the habit. Đây là cái thói quen. So why is it in present tense? Thì các anh chị thấy đây là một cái thói quen, thành ra mình dùng cái thì hiện tại. Because the boy talk about it, a habit, right? Câu này nha.
We have breakfast at 7 a.m., leave for work at 7:30 a.m. every morning. Yeah, đây là cái routine, okay? Cái sự việc nó xảy ra theo thói quen hàng ngày, nhưng mà nó xảy ra trước cái vấn đề, nó xảy ra trước cái việc khác. Thái như vậy, theo thói quen. Câu này nha. My husband watches TV in the evening. Đây là routine hay là habit? Sequence. À, đừng có dùng cái chữ khác cũng được, ok? Nhưng mà có những cái điều mình nên nói một cách giản dị dễ hiểu nó cũng tốt hơn, ok? Husband là chồng. Husband mà không biết hả? Là ông xã, là chồng. Husband and cái gì quên rồi. Các anh chị đợi tí này tí xíu nha. Mới đây mất tiêu rồi. Husband, wife and spouse khác nhau chỗ nào các anh chị? Sẵn đây nói cái chữ husband. Có nhiều người không biết. Thi quốc tịch có nhiều người không biết cái câu cái chữ này. Wife and spouse. Ba cái này khác nhau chỗ nào các anh chị? Thay vì họ nói là what is your husband's name? What is your husband's name? Họ không hỏi, họ hỏi what is your spouse name? Hả? Hay là họ thay vì họ nói what is your wife name? Họ không hỏi, họ nói what is your spouse name? Hả? Khác nhau chỗ nào? Yeah, có nhiều người thi quốc tịch họ rớt cái này. Họ rớt cái này. What is your spouse name? Nghĩa là gì? Yeah, khi mà người đàn bà vô đó, okay, thì cái người phỏng vấn họ hỏi what is your spouse name? Có nghĩa là hỏi chồng bạn, chồng bà tên gì? Hay là người phối ngẫu của bà tên gì? Okay, là spouse. Okay. Spouse đó là người phối ngẫu đó. Còn thí dụ người đàn ông vô đó, người phỏng vấn họ hỏi what is your spouse name? Có nghĩa là vợ bạn tên gì? Các anh chị hiểu chỗ này như gì? Right? Phối ngẫu là cái người mà sống với mình giống như vợ hay chồng vậy đó. Okay. Họ không có hỏi what is your wife name, mà họ hỏi what is your spouse name. Okay, có nghĩa là vợ bạn tên gì? Người đàn ông vô thì họ hỏi what is your spouse name? Có nghĩa là what is your wife name? Okay. Các anh chị nhớ điều này nha. Có nhiều người thi quốc tịch bị rớt câu này. Bị rớt câu này đó. Cứ nghĩ là họ hỏi chồng mình là husband, vợ mình là wife. Okay. Họ không có hỏi chữ spouse. Spouse là người phối ngẫu. Okay. Tại vì nói về husband sẵn thì mình chia sẻ các anh chị luôn. Ok, trở lại bài học nha. So câu này nghĩa là gì? Câu này là routine hay là husband? I mean
routine hay là routine, routine hay là habit. Câu này có thể là cả hai nha các anh chị. Ok, cả hai nha. Habit hay là routine cũng được. Nhưng mà nó nghiêng về habit nhiều hơn. Ok. Nghĩa là chiều sau khi ăn cơm xong chồng tôi xem TV đã khái gì vậy. Cái gì mà mình chưa có biết chắc thì mình nói cả hai cho chắc ăn. Ok. Nếu mà mình sợ thua đó, thay vì mình đặt đỏ, mình đặt cả hai luôn, đỏ đen luôn. Là không bao giờ thua hết trơn. Ok. Đặt năm đỏ, năm đen. Thành ra cái gì mình không biết chắc thì mình nói cả hai là chắc ăn. Ok. Không sợ thua, không sợ sai. Ok. Susan often knit with her friends after school. Có chứ, tiểu mình nhát lắm. Tại mình nghèo không có tiền phải không? Người ta rủ mình đi đánh bài thì mình cũng đi. Chơi lên casino cũng vui phải không? Có nhạc đồ này kia đó. Rồi không lẽ coi coi nhạc rồi người ta đi coi hát mình không đi. Mình cũng, người ta đi gamble mình cũng phải đi theo phải không? Mình có ít tiền, mình sợ thua mình đánh cả hai luôn. Yeah, giết thời gian mà không có sợ mất tiền nữa. Right. Đánh cả đen đỏ luôn. Okay. Rồi làm câu này nha. Làm câu này. Yes. With her friends after school. Cái này là habit hay là routine các anh chị? A lecture. Nó gần Houston hơn. In Texas. Đi nó gần hơn qua Las. Qua Las. Okay, làm câu này các anh chị. Yeah, cả hai luôn cho chắc ăn, ok. Cho chắc ăn. Ok, this one. Pinocchio usually tells lies. Đây là habit. Đây là facts hay là true? Nói cái này đi. Facts hay là true? Yeah, đây là một cái facts, ok. Sau này nó trở thành người. Yeah, he became a good people, a good person, right? Later, right? Tại vì sau này cái Pinocchio nó trở thành người ta mà, phải không? Trước đó nó chỉ là người gỗ thôi. Mỗi lần nó nói láo là cái mũi nó dài ra. Mỗi lần nó nói láo là cái mũi nó dài ra thêm, các anh chị biết câu chuyện này phải không? Pinocchio gỗ. Cái ông Carpenter, cái ông thợ mộc đó, ông đẻo cái Pinocchio là cái thằng boy, người gỗ, tại ổng là thợ mộc nè. Ok. Và cái người gỗ đó nó biết di chuyển, khi okay, nó đi được, nó nói được đồ này kia, nhưng mà láo lắm. Mỗi lần nó nói láo là cái lỗ mũi nó dài ra, thấy vậy, lỗ mũi nó dài ra thêm. Nó tên là Pinocchio. Ok. Yeah, mỗi lần nó nói láo là cái lỗ mũi nó dài ra, thấy như vậy. Nó nhọn chứ không phải là mũi heo bự, còn lỗ mũi nó nhọn quắc ha. Người Âu Châu mà lỗ mũi nhọn mà, right? Chỉ là cái câu chuyện thôi, cái okay? Chuyện thần thoại của nước Mỹ. Ok. Và chuyện thần thoại của nước Mỹ. Rồi sau đó nó cứu ba của nó. Ba của nó là cái ông thợ mộc chế ra nó đó. Ok. Nó cứu ba của nó. Rồi cái gì? The fairy. Fairy dịch là gì? Fairy dịch là gì? Thiên thần phải không? Dạ. Yeah, thấy nó có hiếu như vậy đó. Cho nó trở thành người ta. Thấy gì vậy? Câu chuyện đó.
So cái câu này đó nó chỉ là một cái fact thôi. Okay. Cái sự việc nó có thật ở quá khứ, nhưng sau này nó trở thành người ta, nó trở thành good boy rồi, nó đâu còn nói láo nữa, phải không? Thành ra đây không phải là một cái true mà là một cái fact. Okay. Đó là trường hợp thứ hai mình dùng thì hiện tại. Bây giờ trường hợp thứ ba thì mình đang ôm lại khi nào mình dùng thì hiện tại nha. Có thật trong chuyện cổ tích nhưng mà không có thật ngoài đời. Lies, I, G, I don't know. Trường hợp thứ ba, permanent situation, nghĩa là cái tình trạng mà đang xảy ra lúc đó đó. I mean permanent, I'm sorry. Cái tình trạng mà xảy ra dài hạn đó, okay. Hay là chấm dứt trong một cái thời gian dài đó, không biết khi nào chấm dứt, thì mình cũng dùng cái thì hiện tại. Thí dụ nha, nó giống như một cái fact đó, có thật á, okay. Không hẳn là vĩnh yeah, permanent là cũng không hẳn là vĩnh viễn nữa. Permanent là giống như là I have a permanent job, nghĩa là gì các anh chị? I have a permanent job, nghĩa là gì? Yeah, dài hạn chứ không hẳn là mãi mãi. Ok, lâu dài, mình không dịch là mãi mãi được. Permanent job có nghĩa là mình không sẽ không bị lay off trong một cái thời gian dài. Temporary job có nghĩa là một cái công việc mà tạm thời thôi. Temporary nghĩa là tạm thời thôi. Còn permanent là cái công việc dài hạn hơn. Okay. Dài hạn hơn. Và công việc ổn định dài hạn hơn. Và yeah, một cái contract dài hơn. Thí dụ như câu này, I live in Boston, nghĩa là hiện bây giờ mình đang sống ở Boston, không biết khi nào mà mình sống chỗ khác, mình chưa có biết. Okay. Mình chưa có biết, gọi là permanent situation. Right. Không biết khi nào mình chấm dứt cái sự việc này, không biết. Nhưng mà tạm thời thì nó như vậy. Hay là câu này, he works as a fireman, ông ta làm việc như là một cái người cứu hỏa, ông ta là người cứu hỏa, đại khái như vậy. Nghĩa là cái permanent situation, hiện tại bây giờ chỉ biết như vậy thôi, không biết khi nào nó sẽ thay đổi. Margaret drives a Volkswagen, cái cô này cổ lái chiếc xe Volkswagen hiện bây giờ, không biết khi nào cổ đổi xe mình không biết, nhưng mà hiện bây giờ cổ đang làm cái chuyện này. Khi đó là trường hợp thứ ba mình dùng thì hiện tại. Trường hợp thứ tư, events soon to happen, những cái sự việc mà chắc chắn nó xảy ra. Ok, chắc chắn nó xảy ra thì mình cũng dùng thì hiện tại. Thí dụ, my grandmother turns 100, có nghĩa 100 years old đó, this July. Bà nội tôi sẽ 100 tuổi, bà nội tôi sẽ được 100 tuổi tháng 7 này nè. Cái gì vậy? Chắc chắn nó phải như vậy, chắc chắn nó sẽ xảy ra như vậy. Ok. Trời ơi, bây giờ các anh chị không biết chứ, bây giờ người ta sống thọ lắm đó. Ở bên Mỹ này có nhiều người lớn tuổi, họ sống 100, 101, 102, rất là nhiều, rất là thường đó các anh chị, rất là thường đó. Hồi xưa đó cái tuổi retire đó là 60. Đàn bà 60, đàn ông 62. Bây giờ đó, tuổi retire của đàn bà là 62, đàn ông là 65. Anh chị thấy cái tuổi mà cái tuổi già bây giờ, cái tuổi càng ngày nó càng thọ đó. Ok.
càng ngày nó càng tăng á. Có gì vậy? Retire ở đây là retire được lãnh tiền chính phủ nha, chứ còn mình muốn retire lúc nào cũng được. Các anh chị có nhiều tiền, các anh chị retire tuổi 25 cũng được. Nói thiệt mà, chỉ mình nói retire ở đây là các anh chị được lãnh tiền già, tiền chính phủ cấp ở bên này, Mỹ này gọi là tiền social đó. Ok. Chứ còn retire mà không lãnh tiền thì các anh chị muốn retire tuổi nào cũng được, right? Yeah, đi làm mệt nhỉ? Mệt. Đúng rồi. Nhưng mà các anh chị không biết điều này, những người lớn tuổi đó khi retire họ vẫn còn đi làm cho họ sống lâu hơn. Còn nếu mà các anh chị retire mà các anh chị tối ngày đi ra đi vô trong nhà hoài, bệnh chết luôn. Bên Việt Nam còn được đi ra ngoài, chứ bên Mỹ này mấy người lớn tuổi đâu dám đi ra ngoài đâu. Đâu dám đi ra ngoài đâu. Mà tối ngày trong nhà hoài, tới lui trong nhà hoài rồi sanh bệnh. Tại vì ra ngoài đường không có ai hết trơn á. Okay. Ở bên này là người ta đóng cửa, nhà nào cũng đóng cửa hết. Đi ra ngoài một mình Mỹ đen nó bắt, hay là có nhiều người lớn tuổi họ bị lẫn á. Họ đi ra ngoài rồi họ đi luôn, không, họ không biết đường về. Họ không biết đường về. Cái gì vậy? Ok, tiếp tục nha các anh chị. Thí dụ câu này: Winter start on December 21st. Mùa đông bắt đầu ngày 21 thì tháng giêng, tháng 12. Okay, cái này mình gọi là soon to happen, event soon to happen. Mình cũng dùng cái thì hiện tại. Cái trường hợp nữa mình dùng thì hiện tại. Trong trường hợp stay verb and linking verbs, stay hay là linking nó the same, có nghĩa là những cái động từ mà nó gọi là những cái động từ linking á, không phải là action á, thì mình cũng dùng thì hiện tại. Cho cái này hay nè. When a verb describes a state and not an action, we do not use the continuous tense. For example, play is an action, so we can say playing. Whereas be is a fixed state which does not change to be or not to be. Có nghĩa là gì? Những cái động từ á, mà action á, thì mình được dùng cái thì continuous. Nhưng mà những cái động từ mà không có action á, nó là linking hay là send á. Send là những cái động từ mà chỉ về xúc giác á, giống như feel, love, hate, đại khái gì, thì mình không có được dùng continuous. Thí dụ nha. Ví dụ câu này. Mình cho anh tưởng Talia. We know this man. Cái động từ này nó là linking, tại nó không phải là action. Các anh chị học linking là gì, action là gì rồi, phải không? Action là những cái động từ mà con mắt của mình thấy được cái hành động đó. Ví dụ như động từ to go. Okay. Còn linking đó là những cái động từ mà con mắt mình không có thấy được cái hành động. Hành động là cái the verb, là động từ ở trong câu. Mình không có thấy cái động từ ở trong câu nó move. Okay. Thì đó là linking. Giống như động từ to know. Know là biết. Chúng tôi biết cái người đàn ông này. Mình đâu có thấy cái hành động biết đâu, phải không? Right. Mình đâu có thấy được cái biết đâu. Thành ra đây là linking.
Thành ra với LinkedIn mình chỉ dùng cái present tense mà thôi, mình không có được dùng cái continuous. Tiếng Việt mình có thể mình nói được, mình nói tôi đang biết cái ông đó đó, tôi biết cái ông đó đó, tôi đang biết cái ông đó đó, kháng như vậy. Sau câu này mình không có nói là we are knowing, okay? We are knowing this man. Mình không nói như vậy được. Mình chỉ dùng một thì độc nhất là thì hiện tại. Nếu mà nói về hiện tại, we know this man. Mình không nói we are knowing this man. Okay? Hay là cái động từ to lie. I lie screaming. Tôi thích bơi lội. Mình không có nói là I'm liking swimming. Không nói như vậy. Tôi đang thích bơi lội. Không nói như vậy. Ok, một trường hợp nữa. Để mình dùng cái thì hiện tại. Present tense. But in the future arrangement. Có nghĩa là có cái sự hoạch định rồi, arrange, okay, arrangement. Có sự hoạch định rồi hay là có cái plan trước, mình cũng dùng cái thì hiện tại. Thí dụ. Và trường hợp này bắt buộc các anh chị phải để cái thời điểm vô. Nếu dùng thì hiện tại cho future arrangement, bắt buộc phải để thời điểm vô. Suppose it's now, it's 3 p.m. now. We can say the meeting start at 4 p.m. We don't say the meeting will start at 4 p.m. Okay? Bắt buộc phải để thời điểm. Và cái thời điểm nó càng gần càng tốt. Tại vì bắt buộc nó phải xảy ra. Okay? Ví dụ như câu này. And it's 9 a.m. now. We say the train leaves at the noon. Ví dụ bây giờ là 9 giờ hoặc 10 giờ, mình sẽ nói chiếc xe lửa nó sẽ khởi hành lúc 12 giờ. Rất là gần, cái thời điểm rất là gần, thành ra bắt buộc cái sự việc này bắt buộc phải xảy ra và nó có cái arrangement trong đó, arrange trong đó. Có cái plan, có cái hoạch định trong đó. Khi một trường hợp nữa, mình dùng cái thì này ở trong những trường hợp mình kể lại một câu chuyện cho nó sống động. Hay là những cái điều mà mình chỉ dẫn người ta đó, những điều chỉ dẫn. Hay là những cái commentary, có nghĩa là những cái hướng, những cái bình luận đó. Okay. Thì mình cũng dùng cái thì này. Câu này funny nè. Câu này xạo nè. Xạo nè. A man goes to visit a friend and is amazed to find him playing chess with his dog. Người đàn ông thì đi thăm một người bạn và ông ta ngạc nhiên, phải không? Amazed là giật mình hay là ngạc nhiên á. Ngạc nhiên tại vì ông ta thấy him ở đây là ai các anh chị? Him ở đây là ai? Yeah, a friend. His friend, right? Him is his friend. And to find his friend is playing chess with his dog. Và ông ta thấy cái người bạn của ông ta đang chơi cờ tướng với con chó của cái người bạn của ông ta. Okay, his dog đây là a friend dog. Thì ra các anh chị thấy đây là mình kể lại, phải không? Kể lại một cái câu chuyện. Anh đã kể là ít ai mà dùng cái past tense lắm các anh chị. Họ thường dùng cái present tense để cho cái câu chuyện nó sống động hơn. Thành ra các anh chị thấy hầu hết, most of the time when we talk, we use the present tense, right? The most.
Thêm một trường hợp nữa, dùng với những cái trạng từ, ok, và phát hiện đó, to find out có nghĩa là tìm ra hay là phát hiện ra, và dịch vậy nó hay hơn. Okay, để chúng mình ghi trong bài luôn. Okay. Có qua có lại mới tội lòng nhau, phát hiện. Rồi, ok, một trường hợp nữa, mình dùng với cái trạng từ, ok, những cái trạng từ mà thường thường nó nói cái sự việc nó mà xảy ra liên tục như vậy đó. Thí dụ, những cái adverb of frequency, giống như là những cái chữ này, ok, thì mình cũng dùng thì hiện tại. Frequently, often, usually, seldom, rarely, nowadays, never, every week, hay là every year, sometime, occasionally, from time to time, or now and then. Thì mình cũng dùng cái thì hiện tại. Thí dụ nha. I always go to church on Sundays. Hay là câu này, I never eat anything after 10 p.m. Ok, thành ra mình cũng dùng thì hiện tại trong những trường hợp này với những cái trạng từ always, never. Ok, thank you, chạy coi xe gì đó, chạy coi xe làm nên mùa xuân, I don't know. Ok, đó là một trường hợp. Đó là trường hợp cuối cùng để mình dùng cái thì hiện tại. Nhưng mà các anh chị nhớ những cái điểm chánh là habit, true, routine, and facts. Đây là bốn cái điểm chánh thường thường mình gặp rất là thường. Luôn luôn mình dùng thì hiện tại. Có những cái trường hợp phụ nhưng mà hàm với tiểu mi các anh chị không cần biết nhiều, ok, không cần nhớ nhiều đó, nhớ nhiều mệt chứ làm gì, mình chỉ cần nhớ những cái điểm chánh. Tại sao như vậy? Tại thường thường những cái điểm chánh là những cái điều mà thường xảy ra, hầu như là xảy ra, chỉ có khi nào mà mình rất là giỏi đó, không professional luôn á, thì mình cần nhớ những cái điểm phụ thêm, phải không các anh chị? Còn mình còn dở mà mình mới xìu ảnh ảnh thôi. Đồng ý không nè? Right? Anh em mình chỉ cần nhớ những cái điểm chánh là đủ rồi. Đủ nói chuyện rồi. Right? Đủ nói chuyện rồi. Phải không nè? Say yes đi. À, mình còn xìu ảnh ảnh thôi chứ chưa có good. Nên mình chỉ cần nhớ những cái điều mà mình gặp thông thường hàng ngày thôi. Tội tình gì mình nhớ làm chi cho nhiều cho mệt. Ok, theo Tiểu My là các anh chị như thiên thần và bay bổng á. Ok, còn không theo là bị tẩu quả liền á. Ok, bị tẩu quả liền á. Rồi bây giờ làm homework nè. Anyway, time is up. Còn đang amateur hả? Ok, time is up now. Hết rồi, hết giờ rồi. Các anh chị cần phải đi ngủ. Bên đó 11 giờ rồi, phải không? Right? Tiểu My cần phải đi ăn trưa, đói bụng quá. Ok, I'll see you tomorrow, ok? We dismiss now, ok? And I'll see you tomorrow. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khác một ngày mà đem bình an vui vẻ, ok? Thế bài các anh chị gửi mai lại cho thầy gà mờ nha. Gặp lại các anh chị ngày mai nha. Nhớ nha, you should be in room on time hay là in time nè. In time hay là on time? Ngày mai phải vô room đúng. On time hay là in time? In time. Nhắc hoài mà cũng không nhớ. In time.
Tại sao không phải là on time? Muốn biết in time hay on time vẽ cái vòng tròn đi. Okay. Ai mà không biết vòng tròn mời nói chuyện sao? Okay. 8 giờ tối giờ Việt Nam. Vẽ cái vòng tròn đi. Vòng tròn gọi là gì? Magic. Magical circle. I mean magic circle. Quên hoài, vẽ vòng tròn là nhớ liền. Ok, gửi mail lại cho thầy gà mời nha. Cảm ơn các anh chị. Okay.